một nhà đầu tư thiên thần đã đầu tư cho Vương thực hiện cái đề tài bùn ao tôm, biến bùn ao tôm thành phân bón. Đấy. Và đây là hình ảnh trình bày dự án về nông nghiệp tuần hoàn tại trường đại học Nguyễn Tất Thành, tại viện nghiên cứu bên trường đại học Nguyễn Tất Thành. Thì chúng ta tiếp cận nhà đầu tư thế nào thì sẽ có hai hình thức tiếp cận nhà đầu tư. Vương sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm, những gì mà đã trải qua, có thể đúng hoặc sai tùy vào nhận thức của mọi người, nhưng mà Vương đã trải qua như thế nào thì Vương sẽ chia sẻ như vậy và mọi người sẽ rút ra bài học cho mình. Đây sẽ có hai cách tiếp cận nhà đầu tư, trực tiếp và gián tiếp. Thường thì nhà đầu tư họ sẽ thích những người chủ động hơn, nên Vương khuyến khích các bạn, các anh chị nếu có dự án muốn kêu gọi đầu tư hoặc hợp tác thì nên chủ động một chút, tức là cầm cái đứa con tinh thần của mình, có thể là một tập hồ sơ, một tập kế hoạch kinh doanh, một cái sản phẩm demo, đến trực tiếp tại cái công ty hoặc là nhà đầu tư nào đó, đến trực tiếp gặp họ để trao đổi về cái dự án, cái sản phẩm này. Mà trước khi đến gặp họ thì chúng ta phải có một cái nền tảng cơ bản trước, tức là phải có một cái kế hoạch, ví dụ là sản phẩm này nó là cái gì, phục vụ nhu cầu gì, chi phí như thế nào, dòng tiền sao, lợi nhuận như thế nào. Và ít ra chúng ta phải có một cái mường tượng trong đầu là chúng ta sẽ phân hợp tác ở khía cạnh là cấp 4 hay là mình bán bản quyền hay như thế nào đó, mình phải đến đó mình trao đổi với họ. Đấy. Thì ngoài cái vấn đề mà chúng ta đến trực tiếp gặp nhà đầu tư ra thì chúng ta sẽ tham gia những cái hội thảo triển lãm về khoa học công nghệ, những cái chương trình liên quan đến sản phẩm dự án của mình. Thì ở đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp những nhà đầu tư hoặc là những cái người quan tâm đến sản phẩm, họ sẽ đến và chúng ta sẽ cầm sản phẩm và giới thiệu cho họ trực tiếp, thay vì mình đến gặp họ thì họ sẽ trực tiếp gặp mình tại những cái hội thảo, một cái buổi kết nối cung và cầu. Đấy. Còn cái thứ ba này là cái chỗ BSA, thì cái chỗ đó thì nó cũng nó, ngày xưa là mình đến cái trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp này, mình cầm cái sản phẩm, cái trùng quế của mình đến đó và được họ hỗ trợ rất là nhiều, tuy không được đầu tư rốt vốn nhưng mà họ giúp mình truyền thông và quảng bá hình ảnh rất là tốt. Đấy. Còn cách thứ hai, đối với những bạn mà thực sự còn rụt rè và thiếu tự tin á, các bạn có thể tham gia những cái cuộc thi về khoa học công nghệ, vườn ươm khoa học công nghệ, những cuộc thi khởi nghiệp Startup Wheel, dự án khởi nghiệp, và sắp tới là ở tỉnh nó có chương trình dự án khởi nghiệp rất là lớn và chuyên nghiệp, thì mọi người các bạn có thể là đăng ký tham gia. Và nếu mà muốn biết hình thức thể lệ thế nào thì có thể tham gia câu lạc bộ khởi nghiệp, thì chúng ta sẽ được chia sẻ và hướng dẫn chi tiết hơn. Nếu mà ngại mắc cỡ nữa thì chúng ta có thể gửi mail, gửi Zalo hoặc xin số điện thoại, có thể là mình gửi thông tin trước cho họ và họ sẽ xem, và cái xác suất mà họ xem, họ trả lời các bạn sẽ rất là thấp. Bởi vì những cái chủ đầu tư hay là những doanh nghiệp họ hàng trăm công việc để giải quyết, họ cũng không có nhiều thời gian để mà đọc email của các bạn đâu. Nên mình khuyến khích các bạn là trực tiếp, tại mình là người chủ dự án mà, mình phải có một cái gì đó trách nhiệm, quyết tâm và đam mê đối với đứa con tinh thần của mình, thì may ra họ mới có thể hỗ trợ và giúp đỡ mình. Đấy. Và hôm nay thì các bạn sinh viên đến đây tham gia cũng khá là nhiều, thì cái quyển sách Vương viết dạng ebook, quyển này là Vương free, chia sẻ free cho mọi người, thì các bạn có thể tải cái link này, cái quyển sách này về đọc để mà tham khảo về cái vấn đề đó là nghiên cứu khoa học như thế nào, rồi sáng tạo sao, rồi mình kêu gọi vốn như thế nào, thì Vương có biết chi tiết trong cái quyển sách này. Thì các bạn quan tâm thì cuối giờ chúng ta sẽ, Vương sẽ share cái link này để các bạn tải về ha. Rồi, thì như Vương nói lúc đầu, chúng ta sẽ dành 60% thời lượng cho hai phần bài tập thực hành. Và tất cả mọi người đã đến đây thì các bạn sẽ có một cái sự quan tâm. Và khi đã đến đây thì các bạn phải nhập gia tùy tục và phải tham gia đầy đủ hết hai cái bài tập này. Thì bài thực hành thứ nhất là các bạn, nếu như các anh chị đang khởi nghiệp, đang là chủ doanh nghiệp, thì các bạn sẽ lên đứng tại đây, giới thiệu về doanh nghiệp của mình và sản phẩm của doanh nghiệp mình trong vòng đúng 5 phút, Vương sẽ canh giờ. Đấy. Rồi sẽ tuần tự theo những cái vị trí đến các bạn sinh viên. Các bạn không có doanh nghiệp thì các bạn sẽ trình bày cái ước mơ, hồi bão hay là khát vọng của mình, hoặc là lý do tại sao các bạn đến đây ngày hôm nay trong vòng 5 phút. Và những anh chị nào mà có một cái bài chia sẻ ngắn gọn, đúng, chuẩn và được các anh chị ở đây công nhận thì sẽ được một phần quà do Vương chuẩn bị. Thì trước khi đến với phần thực hành một này thì mình sẽ có 5 phút giải lao, chúng ta đi xả bàng quang đi, để tạo sự tự tin như Vương hồi nãy mới trình bày ha. Tạo sự tự tin, uống nước gì đó là lên. Rồi công ty của mình 5 phút nha, mọi người có 5 phút, khi nào mà hết giờ là Vương sẽ kéo xuống. Mình mà cho chú ý được chú ý, sau đó chúng ta sẽ cho đấu nha. Nha, chủ động giao lưu. Đây, cái nhà đó giao lưu là trực tiếp hôm nay. Kính chào anh Hồng, kính chào anh Phúc và tất cả mọi người trong buổi làm việc hôm nay.
Thì mình xin giới thiệu là mình là Huỳnh Kim Sơn, giám đốc công ty Bonsai Kim Sơn. Thì, công ty mình chuyên về các lĩnh vực về bonsai cây cảnh, các mảng tường xanh, cây công trình, và cái dự án của mình đang theo đuổi đó là dự án là bonsai tiểu cảnh tự làm, thì tận dụng từ các nguyên vật liệu tái chế như là gỗ lũ mục, xốp hoặc là giấy, chai lọ thủy tinh, kính được thu gom lại, mình có thể tái chế thành những tác phẩm nghệ thuật và tạo nên giá trị về mặt kinh tế. Trước tiên là về mặt doanh nghiệp, thứ hai nữa là có thể tạo điều kiện công ăn việc làm cho bà con địa phương, và có thể là thu gom các phế liệu đó cung cấp cho bên mình đó, và tạo thêm một nguồn thu nhập để mà trang trải cuộc sống. Thì rất cảm ơn Vương hôm nay cho mình phát biểu đây, rất cảm ơn anh Hồng, rất cảm ơn cả nhà. Chưa hết 5 phút anh Sơn đã xong rồi, uổng quá ta. Khi mà lên tivi truyền hình á, khi mà lên để mình nói. Dạ. Bữa nay em cũng rất cảm kích là có một buổi gì để em chia sẻ những cái dự án của em cho mọi người biết, lan tỏa đến mọi người. Em tự giới thiệu, em là Bá. Em sinh năm 2000 và em có ấp ủ một ước mơ, đó là phát triển xe đạp nước ở đây. Em đặt tên nó là C-Bike, C-Bike TNB. Và lý do em có ý tưởng này là từ thời 2018 thôi. Lúc đó em ấp ủ, em làm cho một công ty kỹ thuật, làm bên kỹ thuật cho một công ty khởi nghiệp nước ngoài. Và sau những năm tháng vật lộn đó, em mới quyết định là rời bỏ công việc và tự khởi nghiệp ở đây. Cái dự án này nó cũng hứa hẹn, em cũng mang đến một cái gì đó mới cho địa phương, cho Phan Rang, để nhằm thu hút khách du lịch. Trước tiên là nó đáp ứng đến, em muốn đáp ứng cho người dân địa phương ở đây một cái trải nghiệm mới, vì nó là sự phong độc đáo. Em muốn thu hút khách du lịch tới, nói để người ta biết tới Phan Rang nhiều hơn, thay vì là Nha Trang, Đà Lạt và Bình Thuận, người ta đã rất nhiều, tới rất nhiều rồi, mình đã kẹo ở giữa, không biết làm gì hết. Em muốn có một cái gì đó mới để khách du lịch, thay vì tới những cái đó, có thể tới Phan Rang nhiều hơn. Đó là cái lý do em tạo ra sản phẩm này. Em xin hết. Rồi, xin. Dạ, em chào mọi người, em tên là Diệu, em là em ra Diệu đứng luôn nè. Đứng này Diệu luôn, thả lỏng ra, hít thở sâu. Mình đang thực hành mà, đâu phải thi thiệt đâu, cứ nói tự nhiên thoải mái thôi. Sau này em là cải thiện. Dạ, em chào mọi người, em tên là Diệu, em là nhân viên đến từ Ashley Garden. Vườn của em là ở địa chỉ là 12/7 Chương Định, khu phố 12, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước, Ninh Thuận. Vườn của em là kinh doanh về xương rồng, kiện lá, lan, cây phong thủy kết hợp với là nuôi ốc bơ, về ốc bơ thương phẩm, về cái chê. Vườn của em là cung cấp những sản phẩm cho đỡ co quán cà phê, về cây phong thủy trong nhà. Về vườn em có nuôi ốc thương phẩm đỡ bán ra thị trường, về cái chơi. Sắp tới em có thi cuộc thi Sắp tới bên tỉnh có cuộc thi khởi nghiệp, nên là vườn em cũng có chuẩn bị dự án để thi. Dạ, nên hôm nay anh Hương có tổ chức cuộc workshop, nên em tham gia để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, tự tin hơn. Dạ, em cảm ơn.
Bạn Diệu khá là. Anh chị em trong câu lạc bộ khởi nghiệp, em tên là Hạnh. Em đến từ vườn Ashley Garden, thì hôm nay em chỉ đại diện tại vì em cũng là một trong những thành viên để tham gia cái cuộc thi sắp tới của tỉnh mình tổ chức. Thì em không phải là người kiểu như là chủ của vườn, mà em giống như là phụ chủ vườn để tạo ra những cái file work làm việc hành chính. Thì vườn Ashley Garden là sản phẩm chủ yếu là xương rồng, sen đá, lan kiện lá kết hợp với phong thủy. Ngoài ra là có nuôi thêm cá trê và ốc bươu đen thương phẩm. Thì quá trình hình thành của vườn á, thì liên quan đến chị Hồng. Thì chị Hồng xuất thân từ người nông dân ở Ninh Thuận. Thì với ấp ủ với mong muốn cũng như là khi mà chị đi học đại học thì chị muốn là trở về với quê hương Ninh Thuận để xây dựng và phát triển. Thì và ngoài ra là khi mà còn trẻ cũng như là thời còn đi học cấp 2, cấp 3 thì chị đã có những cái ý tưởng, những cái đam mê với lại xương rồng sen đá. Nên khi mà chị có một cái quá trình chị làm việc ở Sài Gòn thì bản thân chị đã bị bệnh. Và lúc đó là chị quay về Ninh Thuận để chị dưỡng bệnh. Và cũng như là muốn tại giống như là nơi chôn rau cắt rốn của mình thì chị đã muốn là xây dựng để có một cái công việc cho chị làm nè, rồi thỏa mãn được cái đam mê của chị luôn. Thì chị đã suy nghĩ tại sao cái nơi mình sinh ra, nơi mình ở đã có một cái khu vườn như vậy, sao không tận dụng. Nên là chị đã bắt đầu từ những cái cây xương rồng nhỏ từ năm 2021. Và bây giờ là chị đã xây dựng được tới một cái khu vườn với diện tích là 1.500 m² và khá là đầy đủ tất cả những cái cây để đáp ứng được những cái thị trường ở tỉnh Ninh Thuận, như là decor các quán cà phê hoặc là những cái khu vườn nhỏ của các gia đình, hoặc là những cái bạn cũng có đam mê xương rồng sen đá tới khu vườn để tham quan. Rồi ngoài ra sau này là vườn còn sẽ phát triển thêm cái mảng là bán nước rồi kết hợp tham quan tại vườn. Hôm nay đến đây thì cũng mong muốn được học hỏi thêm từ các anh chị trong câu lạc bộ về cái chia sẻ ý tưởng cũng như là trình bày về những cái kế hoạch kinh doanh của sau này. Rồi em cảm thấy là hôm nay là một buổi đi rất là bổ ích, em cảm ơn. Chúc mừng em. Mày là có cái ước muốn hay là cái tâm tư gì khi đến cái buổi workshop ngày hôm nay? Hầu như ai cũng lên cũng run hết. Ủa em tên gì anh Quang? Em xin chào tất cả mọi người, em tên là Lê Trung Trực. Em sinh năm 2003, hiện tại em đang học ngành quản trị kinh doanh tại trường Đại học 55 Phan Huy Tịnh Ninh Thuận. Và mong muốn của em là em muốn trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội, giúp ích cho đất, cho quê hương Việt Ninh Thuận của ở đây. Dạ, nếu mà muốn trở thành một công dân tốt á, thì trước hết là em phải có một sự tự tin trước đám đông. Dạ, là hồi xưa á, là lúc mà em còn là một học sinh thì em rất là sợ khi đứng trước đám đông. Em hay ngại, em hay rụt rè, em không dám mà nói chuyện với người lạ hay này kia nọ. Nhưng mà kể từ lúc mà em học năm lớp lên, bắt đầu từ năm lớp 3, bắt đầu từ cấp 3, bắt đầu lúc em học năm lớp 10 thì em đã được nói chuyện, gặp mặt với tất cả những người mới lạ, người lạ mà em chưa bao giờ gặp, và em có thích, em đã nói chuyện với họ. Và từ đó là em đã cảm thấy là mình đã có sự tự tin, cho tới bây giờ là em cũng đã đỡ hơn và em đã tự tin nói chuyện với những người lạ. Và nếu và là về cái thứ hai á, mà em muốn trở thành một công nhân tốt á, là em phải có được một cái ngôn ngữ là tiếng Anh của mình, nó phải là ổn cho lên. Để cho mình á, có thể là nói chuyện với những người nước ngoài mà mình cảm thấy không sợ bị rung, hay là người ta nói gì mình phải hiểu cái đó, chứ không phải là mình bị cảm giác như mình bị không quen. Và nếu mà sau khi em tốt nghiệp đại học xong đó, là em sẽ đi khởi nghiệp để có thể trao dồi kỹ năng và trải nghiệm, quen biết những người xa lạ hơn, để cho mình có thể trao dồi thêm kinh nghiệm để sau này có thể làm việc một cách hiệu quả hơn. Dạ, sau đây em xin hết ạ. Xin chào anh chị đã, anh chị và mọi người, là em là Nguyễn Chánh Thịnh, đến từ trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tại Ninh Thuận. Là tụi em và mọi người là thuộc lớp là Đại học 21 QTNT, thuộc chuyên ngành là quản trị kinh doanh.
là lời đầu tiên. Lời hai là em xin cảm ơn anh Vương và cô Giang. Cô Giang là người đã liên hệ đến anh Vương để và anh Vương đã tạo điều kiện cho tụi em đã đến với chương trình là workshop kỹ năng trình bày dự án, kêu gọi vốn đầu tư, kinh nghiệm và chia sẻ. Và phần đến đây của em cũng đã là phần quan trọng để trong môn học của môn cô Giang là về cách về làm chủ luận, về dự án khởi nghiệp hay là về các vấn đề. Rồi, cảm ơn anh đã tạo điều kiện cho em và mọi người. À, em xin hết rồi, cảm ơn em. Theo như cô Giang đã đăng ký thì hôm nay tụi em đã có mặt ở tại cái buổi workshop của anh Vương. Thì theo anh, như anh hỏi là ước mơ tương lai của em là gì, thì hầu như bây giờ mục tiêu lớn của hầu như tất cả các bạn trong lớp em luôn và cái khóa của em thì hoàn thành xong cái khóa luận tốt nghiệp của năm sau để ra trường thôi ạ. Thì hôm nay có mặt ở đây thì em cũng rất vui và cảm ơn anh Vương đã tổ chức cái buổi workshop cho sinh viên tụi em có nhiều kinh nghiệm hơn. Dạ, thì thay mặt các bạn thì em cũng cảm ơn các anh chị ở đây ạ. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn này lên toàn cảm ơn không à. Nhưng mà có một cái thiếu đó là khi mà lên đây để cho mọi người biết mình là ai. Có mấy bạn đứng rất là cứng, anh góp ý luôn ha. Đừng có đứng như vậy, đứng thả lỏng. Thả lỏng ra, đó. Mình cầm không có mic thì mình đứng như vậy mình nói. Mình body language, mình lấy tay có thể là mình như vậy. Hay là như vậy, dày biểu tả ra. Chứ không cần phải đứng như vậy, cứng ngắc gì. Rung, nói điều gì? Hít thở sâu, thả lỏng cơ thể ra, nói micro thì có sẵn đây, mình không cần phải cầm gì hết, thì mình cứ nói bình thường. Lâu lâu mình nhìn liếc qua hai bên để mình thể hiện cái sự tôn trọng người xem chứ, tự nhiên mình nhìn cái cây làm gì, nó có nhìn mình đâu. Đó, mình nhìn lướt qua xung quanh, mình thả lỏng, mình nói, mình trình bày to, rõ, ngắn gọn, xúc tích trong vòng 5 phút, hầu như ai cũng phí thời gian hết đó. Ví dụ cho tụi em 5 tỷ, tụi em có lấy 2 tỷ rồi bảo 3 tỷ không? Đương nhiên không, đúng không? Nên bây giờ tụi em cứ tận dụng tối đa, giới thiệu sao cho nó thật sự rõ ràng, từng bước từng bước. Xin mời em. Dạ em chào các anh chị và dạ em chào anh Vương. Dạ em tên là Như Quỳnh, học lớp quản trị 21. Thì em đến đây với cái tâm tư nguyện vọng gì và em có ước mơ gì, sắp tới em có cái gì không và như thế nào đó em có chia sẻ hết ra. Ví dụ như sau này làm việc xong rồi em đi ra tỉnh khác làm hay là em tiếp tục ở Ninh Thuận làm hay là em muốn đặt công ty trong thời gian ra chứ những hãng ví dụ vậy em cứ chia sẻ hết những cái gì mà em liên quan chủ đề ngày hôm nay. Các bạn chào, có tay một người anh nhắc lại các em này, các em biết mà làm team 4-5 người khi mà leader của mình đi chơi quá luôn thì các em dưới bao nhiêu lần nữa khổ lên chi lên cho chừng nữa cho cái bạn leader ở trên. Mình làm team 4-5 người mà cứ để im vậy không có được là chết, hiểu không? Thì cái việc mà vỗ tay cũng là một cái đã tạo cái sự tự tin cho các bạn ở trên. Rồi xin mời em. Dạ mục tiêu gần nhất của em đến hôm nay là em đến đây và học hỏi được cách trình bày thuyết trình hay là trình bày dự án để phục vụ cho môn cô Giang, phải môn cái môn mà mấy em chuẩn bị học ở trong kỳ tiếp theo. Sau đó mà dự định trong năm nay của em là hoàn thành hai cái tin đầu ra và hoàn thành tiếng Anh để hỗ trợ cho việc ra trường cũng như là học những điều cần thiết để đem những điều cần thiết để làm luận văn để tốt nghiệp ra trường. Rồi sau đó em dự định là em thực tập trong Sài Gòn tầm 1 năm, sau đó để tìm hiểu em có phù hợp với môi trường trong đó hay không. Nếu phù hợp thì em tiếp tục làm tiếp, còn nếu mà không phù hợp thì có thể em về đây và em tìm kiếm một công việc làm nào đó để thử thách bản thân. Vậy em xin nói. Rồi, cảm ơn em. Em tên là Thường Vy, đang là sinh viên năm 3 của trường đại học Nam Lâm. Em đặt mục tiêu là ra trường đúng hạn và có công việc ở tại Ninh Thuận để phát triển Ninh Thuận. Gia đình em là làm có liên quan đến năm gì không? Hay là có ba má làm công ty không? Dạ không, gia đình em là nói chung là buôn bán.
thì em sẽ đi tìm một doanh nghiệp làm. Sau đó bây giờ phụ ba má mở cái tạp hóa lên thành công ty về buôn bán không? Dạ không. Dạ ba má em là buôn bán bình thường nhỏ thôi. Nên em sẽ đi ra một doanh nghiệp khác để mà đi làm việc phát triển cho doanh nghiệp ở Ninh Thuận của mình. Rồi có nguyện vọng hay là có ước muốn, có đề xuất gì đối với các anh chị trong câu lạc bộ hay là đối với cái hoạt động sắp tới cho các bạn có thể có môi trường làm việc hay là có một cái môi trường để thi cố gì đó hay không? Là không cần, không cần mấy cái chương trình đó. Dạ, em cũng mong là học hỏi nhiều với các anh chị ở có mặt ở đây. Dạ. Nên em đến với cái buổi này thì em cũng đã học hỏi được từ anh và các chị về buổi thuyết trình hay là tạo một cái khởi nghiệp gì đó. Dạ. Rồi cảm ơn anh. Cái demo đây là phần 2. Đây các bạn đánh giá đúng chứ? Dạ, con em chào mọi người, em là Mai Huyền, em đến từ trường Đông Lâm và ngành em học là ngành quản trị kinh doanh. Nhưng mà mục tiêu của em là hiện tại là sẽ ra trường đúng hạn, và nhưng mà hoài bão của em sau này là em muốn mở một cái shop thời trang tại tại ở tỉnh. Shop thời trang em có tên chưa? Có tính đặt tên là gì chưa? Và kinh doanh mặt hàng ăn quần áo cho phụ nữ là đàn ông hay là em bé nào? Chia sẻ thêm một ý tưởng, đây cũng là một mô hình kinh doanh mà. Dạ. Shop thời trang của em là em muốn ở mọi lứa tuổi rộng. Có thể những người ở đây cũng là sẽ đặt hàng tiềm năng của em. Giờ em phản bác làm sao để người ta nghe em nói, người ta sẽ đến cái shop của em, người ta mua quần áo em, ví dụ vậy. Chưa mừng được rồi. Dạ chưa. Dạ là đến với lại cái buổi hôm nay là em được nghe rất là nhiều điều bổ ích. Cảm ơn các anh chị chia sẻ để cho em hiểu được hơn, và em sẽ hướng cái mục tiêu của em nó rõ ràng hơn. Dạ. Rồi cảm ơn em. Rồi xin mời bạn tiếp theo. Người ở đây em tên là Ali, hiện là sinh viên năm B của trường Phan Hiệu Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của em đầu tiên là sẽ là tốt nghiệp đúng hạn về ra trường. Sau khi được tham khảo về chia sẻ, nghe được ý kiến chia sẻ của anh Vương ở trong buổi hôm nay thì em có một ước mơ, đó là sẽ mở được một công ty về xuất khẩu thịt cừu sang các nước châu Âu về Đông Á, tại vì những thị trường đó là đang hiện tại là rất còn thịt cừu, và ở Ninh Thuận mình là một trong những nơi cung cấp thịt cừu á, nên là em muốn kiểu như là giúp cho kiểu các bà con nông dân ở Ninh Thuận nuôi cừu á sẽ được có công ăn việc làm và có một nguồn cung để xuất khẩu ra thị trường trên thế giới. Vậy đó là mục tiêu gì đó. Em cảm ơn em hết. Sao? À, cứ bình thường coi như là anh chị em ruột của mình, gia đình thôi, chứ không có gì phải ngại hết. Dạ, em xin chào mọi người. Em tên là Thanh Lam. Hiện là sinh viên năm 3 trường Đại học Nông Lâm, Phan Hiệu Ninh Thuận. Dạ, mục tiêu lớn nhất của em đó là ra trường đúng hạn và có một công việc ổn định để nuôi sống cho gia đình em. Mục tiêu dài hạn là gì? Rồi đến với chương trình hôm nay, em có nguyện vọng hay là có đề xuất gì hay không? Em có mong muốn câu lạc bộ tổ chức những cái chương trình khác để các em có cái sân chơi tốt hơn hay không? Dạ không. Đúng không? Rồi cảm ơn em bạn luôn quá. Rồi xin mời bạn tiếp theo. Tại đó, trời ơi, em đọc luôn hai. Ví dụ tôi đây em đặt tiền đi thôi, thì thắng như vậy chứ, chịu lên chứ. Em có mục tiêu là ra trường đúng hạn không? Dạ có. Đó luôn. Rồi mục tiêu dài hạn của em sau khi ra trường là đi làm hay là như thế nào? Đó, dạ ra trường sẽ có một mong muốn của em là ra trường sẽ có một công việc ổn định để có tiền thu nhập trang trải cuộc sống và lo gia đình. Dạ. Do được sau này em ra làm cho chưa học kiếm sống mã bán xe.
Dạ. Đó, em có nguyện vọng gì sắp tới sẽ câu lạc bộ sẽ hỗ trợ các em không hay là có ý tưởng? Dạ không. Chưa đúng không? Dạ. Ok. Em cảm ơn. Rồi, cảm ơn. Em ơi, bạn chết. Bạn là một cái hình ảnh nào đó xuất hiện ở đâu lân vẫn, một cái bóng lân vẫn đây. Bạn nhìn tại cái đám nguyệt này, cái hòm này chính là cái xác của bạn trong đó. Bạn nhìn thấy người thân, anh chị em, bạn bè ruột thịt của mình đang nhìn mình nằm trong cái hòm này, và chúng ta có thể thấy hết toàn cảnh ở đây. Thì lúc đó các bạn sẽ suy nghĩ như thế nào? Các bạn có hối tiếc cái gì hay không? Các bạn có cảm thấy mình đã làm được gì và chưa làm được gì? Ba mẹ, anh chị em, vợ chồng, con cái của mình như thế nào? Các bạn đã làm được gì đã chưa? Có hối hận gì không? Và đã đạt được thành tựu gì? Và nhìn những cái người thân yêu của chúng ta, những bạn bè chiến hữu chí cốt, nhìn cái nấm mồ của mình ở đây, các bạn có suy nghĩ gì? Thì đây là một cái bài tập, nó thể hiện cái chỉ số cảm xúc của mọi người và nâng cao kỹ năng thuyết trình của mình khi mà mình chính là nhân vật chính ở trong cái bức ảnh này. Thì cái bài tập này hơi khó nên sẽ dành cho mọi người 2 phút lên đây chia sẻ. Quân xin nhắc lại câu hỏi ha, nếu như ngày mai bạn chết, bạn xuất hiện ở xung quanh đây mà không có ai thấy bạn hết, bạn nhìn vào cái nấm mồ này, những người thân yêu của bạn đang nhìn vào đây, bạn thấy hết tất cả mọi thứ, kẻ thù, chiến hữu, chí cốt, tất cả những người thương yêu ghét bạn nhìn xuống bạn nằm ở đây, rồi bạn hồi ức lại cái quá trình lúc trước bạn còn sống, bạn đạt được gì, hối hận như thế nào đó. Rồi bạn mong muốn nếu như giả sử như mình chưa chết thì mình sẽ làm gì để không có phải hối hận nữa. Đấy. Đó cũng là một cái giúp các em xác định được mục tiêu cuộc đời mình, mình sinh ra để làm gì, xác định cái ước mơ, hồi bão, đam mê của mình để mình làm cái gì trong thời gian tới. Đấy, cái này nó hơi tâm linh một chút, nhưng mà anh mong muốn là cái bài tập cảm xúc mạnh này sẽ giúp các em có một cái nhìn rõ ràng hơn để có thể xác định được mục tiêu của mình. Ví dụ như ngày xưa mình bất hiếu với ba mẹ, bây giờ mình như thế nào đó. Rồi cho mọi người 2 phút suy nghĩ, và sẽ theo thứ tự từ anh áo đen này chạy dọc xuống ha. Tất cả mọi người đều lên, tất cả mình cũng sẽ lên nói luôn. Và phần quà này sẽ double gift, 2 phần quà. Phần quà dành cho một bạn thực sự cảm xúc. Rồi mọi người cứ suy nghĩ thiệt nha. Giả sử như ngày mai bạn chết đi, ngày mai bạn chết đi, bạn sẽ nằm trong cái hòm này, bạn được chôn xuống cái nấm mồ rộng 2m, sâu 3m gì đó. Đó, xung quanh là những người thân yêu và những kẻ thù của mình, tất tần tật những người mà liên quan đến cuộc đời của mình sẽ đứng trên này nhìn xuống, mỗi người một nắm đất giải xuống, và mình là một cái gì đó ở xung quanh, mình thấy hết tất cả mọi thứ, thấy người vui người buồn khi mình mất, thấy gia đình con cái vợ con của mình, thì mình có hối tiếc, có hối hận, có cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, và có cảm thấy mình quãng đời vừa rồi của mình nó có giá trị, có ý nghĩa chưa, thì mình sẽ lên đây mình đứng nói, đấy là mình sẽ thể hiện cái cảm xúc, cái chỉ số EQ của mình, và mình sẽ tập thuyết trình luôn để cho mọi người xem, và mọi người ở dưới xem cách mà bạn diễn đạt. Mọi người sẽ đánh giá bạn là một người sống tình cảm, một người sống hơi cứng rắn nội tâm, là một người sống hướng nội hay hướng ngoại gì đó, qua cái cách các bạn thể hiện, các bạn chia sẻ, các bạn thể hiện cảm xúc thật khi mà tưởng tượng mình. Hãy nhập tâm vào mình, và cái này thì các bạn sẽ biết được là mình như thế nào. À, nhà tuyển dụng họ nhìn vào cái cách bạn trả lời, cái cách bạn suy nghĩ logic, cái cách mà bạn, giả sử bạn là người trong đây, họ sẽ đánh giá bạn để sắp xếp bạn vào những cái phòng ban phù hợp với năng lực của mình. Thì trong nhân sự á, nó có một cái chương trình test DISC, các bạn có vô Google bấm là DISC là test thử là các bạn thuộc kiểu người gì, lãnh đạo, là nhân viên thông thường hay là người về quản trị, quản lý. Thì đây cũng là một cách để có thể là đưa các bạn vào nhóm người nào để phù hợp với môi trường của các bạn hơn, chứ không phải các bạn giỏi kỹ thuật đưa các bạn vào làm văn thơ là không được. Đấy. Thì câu hỏi này tiếp tục sẽ được nhường mic cho một bạn tiếp theo. Còn không thì trong thời gian này mình xin là người tiếp theo luôn ha. Các bạn sẽ suy nghĩ. Mình sẽ là chia sẻ thật cảm xúc của mình, chứ không phải là để cho các bạn làm y chang mình nha. Tại cái này mình cũng đã làm rồi. Thì giả sử như ngày mai mình chết, bản thân mình đứng một cái bóng ma rồi đó, đứng trong đây nhìn xuống thấy này, thì đương nhiên mấy này chỉ thụ mình nó cười chết tại mày đi, còn đây là vợ con mình, đương nhiên sẽ khóc thương tiếc mình, con cái mình, những đứa lớn thì nó hiểu, còn những đứa nhỏ thì nó không hiểu. Thì mình sẽ quãng đời 32 năm của mình sinh năm 92, hôm nay 32 tuổi rồi, thì mình sẽ có một cái gì đó trước mắt mà mình tự hào trước, mình đã làm được gì cho quê hương, cho gia đình của mình, đó là mình đã không tạo ra nợ, mình đã tạo ra một cái mô hình lọc nước cho bà con nghèo ở Ninh Sơn,
mình đã đi học được đàng hoàng, được ba mẹ cho ăn học đến nơi đến chốn, cũng đã tham gia câu lạc bộ khởi nghiệp, cũng đã có những cái công trình, cũng đã có một cái số thành tích nhất định, mình sống không phí hồi của thanh xuân của mình, và mình cũng đã có một số giải thưởng nhất định. Đấy, mình cảm thấy tự hào về điều đó. Còn cái hối hận của mình là mình chết quá sớm đi, chết quá sớm. Mình cảm thấy mình không muốn như vậy, mình rất là tức, rất là khó chịu, và mình mong muốn là mình không phải là cái người mà chết ở năm 32 tuổi. Và khi mình nhìn cảnh vợ con của mình, đương nhiên mình chết sớm như vậy thì vợ con mình sẽ rất là buồn. Và đối với con trai của mình, mình mong muốn nó sẽ là người kế nghiệp mình, sẽ viết tiếp câu chuyện cuộc đời của mình, là phụng sự quê hương Ninh Thuận trong cái vấn đề đó là nông nghiệp. Không biết là nó có thực sự yêu nông nghiệp hay không, mà mình có cái nguyện vọng, có quyết tâm là như vậy. Và con trai sẽ không được khóc khi ba mày chết. Khi Vương ở đây chết, con trai của Vương ví dụ 5 tuổi đi, thì nó sẽ không nên khóc. Con trai là phải mạnh mẽ, phải theo đuổi ước mơ của mình tới cùng, và phải nói tiếp, viết tiếp câu chuyện của ba nó. Còn nếu như mà vợ mình khóc thì đương nhiên mình sẽ là một cái bờ vai tiếp tục che chở, bảo vệ. Nó hơi tâm linh một chút, bằng gắn kết, và mong muốn là vợ mình sẽ có một bước tiếp theo. Tại vì 32 tuổi thì quá trẻ, tiếp tục bước tiếp theo để lo cho con cái, và hy vọng là đứa con của mình sẽ tiếp tục câu chuyện của mình một cách trọn vẹn nhất. Và cái hối tiếc tiếp theo đó là mình chưa thực hiện được cái ước mơ lớn nhất đời mình, đó là xây dựng một cái farm nông trại, một chuỗi hệ sinh thái du lịch trải nghiệm đúng nghĩa của nó, quy mô lớn để tất cả mọi người có thể đến tham quan. Cái đó là cái nối tiếc nhất nếu giả sử ngày mai mình chết thật, bởi vì đó là cái nguyện vọng lớn nhất của mình. Còn cái ước mơ mà trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực nông nghiệp, trong lĩnh vực trồng quế, thì mình đã thực hiện được khoảng năm 30 tuổi. Thì hầu như mình không phải là mình tự xưng mình là chuyên gia trồng quế, nhưng đối với những người mà cùng trang lứa độ tuổi với mình, trong cộng đồng những người mà nuôi trồng quế, thì họ cũng đã có một cái công nhận với mình rồi. Thì đó cũng là một cái thỏa mãn của mình. Còn cái nuối tiếc là mình thực sự chết quá trẻ, và mình phải làm sao để không phải ngày mai chết, mà khoảng tầm 35-40 năm nữa mình chết, thì khoảng thời gian đó mình phải dấn thân, mình phải làm việc, phải làm nhiều hơn nữa, thì mới ra thì mình mới thở là thỏa mãn được ước mơ của mình. Đấy. Và lúc trước á, mẹ mình mất là do thực phẩm, ăn những cái loại thực phẩm không có sạch. Nông dân nghèo mà nhà mình có 8 người con, 6 anh chị em đầu thì không có được học hành đến nơi tới chốn, đi làm đủ nghề, làm thuê, làm mướn, phục vụ để kiếm tiền mưu sinh. Mình là đứa cời út được ăn học đến nơi tới chốn, và nhiệm vụ và cái gánh nặng của mình đó là thực sự là phải làm sao cho thành công để kiếm được tiền để lo cho gia đình, và đặc biệt là lo đứa em út của mình. Mà hiện tại mình đã lo xong rồi, lo nhà, lo xe cho nó rồi, nhưng hiện tại mình vẫn chưa có nhà, vẫn ở chung với gia đình. Thì đó cũng là một cái thực sự là mình đang vẫn tiếp tục dấn thân. Khi bạn có tri thức, bạn sẽ có một cái tâm. Khi bạn có tâm, có tri thức thì bạn có một cái tầm. Và khi cái tầm của bạn đủ rồi đó, thì tự nhiên tiền sẽ đến với các bạn. Cái đây là mình học được từ những cái chuyên gia, những cái bậc thầy tiền bối. Những người này họ không có lên mạng thường xuyên, không có lên đội diện đâu. Những người này họ rất là trải đời, và họ chia sẻ với Vương như vậy. Khi bạn có tri thức, bạn có tâm thì chắc chắn bạn sẽ có tầm. Và khi các bạn tầm của bạn có thì tiền sẽ đến với các bạn, không hình thức này thì không hình thức kia. Và ước mơ và mục tiêu của mình là trong năm 40 tuổi sẽ tự do tài chính. Hiện tại 32 còn 8 năm nữa, và mình sẽ làm nhiều cách hợp pháp, không vi phạm pháp luật, để làm sao mình tự do tài chính để thực hiện cái đam mê của mình, đó là dòng tiền về, và thực hiện một cái farm stay, một cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn ứng dụng đúng nghĩa của nó, để có thể là một cái nơi các bạn đến giao lưu, học hỏi, trải nghiệm, và mình đủ sức để lo cho con cái gia đình của mình, và không phải gặp một cái trường hợp đó là để gia đình người thân của mình ăn những thực phẩm bẩn để ung thư và mất chết. À, mẹ mình ngày xưa cũng bị ung thư và chết đó, do không có tiền để lo chạy chữa, nghề nhà quá nghèo. À, nên thực sự đó là một cái ấm ức và hối hận của mình. Mình kiếm tiền để làm gì, là để lo cho người thân của mình, để không có tình trạng khốn nạn như là mình có bị bệnh ung thư mà không có tiền để chữa trị. Đó, thì các bạn hãy nghĩ về điều đó và hãy cố gắng quyết tâm lên, và hãy đặt mục tiêu rõ ràng cho cuộc đời mình. Trước mắt lo cho mình, lo gia đình mình, sau đó mới lo xã hội và lo cho những cái hoạt động. À, thì cơ bản là như vậy thôi. Lúc trước mình trình bày cái dự án này, trình bày cái suy nghĩ này á, thực sự là mình khóc á, nhưng mà bây giờ cũng hơi cứng rồi, già rồi nên cũng đỡ. Thì hy vọng là chúng ta sẽ đứng đây chia sẻ và giao lưu và thể hiện cái tâm tư nguyện vọng của mình, và nhóm tuyển dụng sẽ đặt mình, khi mà mình chia sẻ như vậy, họ sẽ đặt mình vào cái nhóm EQ cao hơn IQ, và đưa mình vào cái nhóm quản trị, nhóm DISC á, mình thuộc nhóm D. Thì hy vọng rằng cái chương trình ngày hôm nay không phải là mình để lên mình chia sẻ không, mình mong muốn mọi người thực hành và trao dồi thêm kỹ năng của mình từng bước. Nếu các bạn tốt hơn 1% mỗi ngày thì trong vòng 365 ngày các bạn sẽ tốt hơn rất nhiều lần. Nhưng các bạn thụt lùi 1% mỗi ngày thì sau 1 năm 365 ngày các bạn thụt lùi rất nhiều. Nên cái này cũng là 1% nhỏ để các bạn có thể trải nghiệm và cố gắng hơn, đặc biệt là trong cái lĩnh vực thuyết trình và đứng trước đám đông trình bày dự án. Rồi, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Dạ, em chào các anh chị, em tên Hồng. Tại em có một cái khu vườn nhỏ là Akali Garden. Dạ.
hôm nay thì em xin xin phép là em tới trễ một chút xíu ạ, do em còn bận công việc đang đi làm ạ. Thì cái câu hỏi của anh Vương này thì lúc trước là em đã tự trả lời, và dường như là ngày nào cũng trả lời là mình còn điều gì hối tiếc cho cuộc đời này hay không. Thì trước khi mà em về quê thì dường như là em không còn điều gì hối tiếc cho cuộc đời này nữa. Nhưng mà đến khi mà em làm cái khu vườn xương rồng sen đá lan kiện lá, cũng như là bây giờ đang gần như hoàn thiện rồi, thì nếu như mà ở cái giai đoạn 31 tuổi mà em ở đây thì nó sẽ còn một điều hối tiếc, đó là em chưa có hoàn thành xong cái khu vườn giống như là mình đang định hướng. Như đó là một cái điều mà rất là hối tiếc đó. So với cái thời gian là công sức là 4 năm mà em đã đầu tư vô mọi thứ, thì đúng là cái giai đoạn này em sẽ có rất là nhiều hối tiếc là mình chưa có hoàn thành xong là kiện lá nó sẽ như thế nào, cũng như là cái mô hình của mình đang đạt tới cái giai đoạn nào. Như hiện tại thì em đang làm cái mô hình kinh doanh của em là nó được em đánh giá là đang hoàn thiện khoảng 60%. Thì trong cái thời gian mà 60% thì mình đã thấy được thành quả rồi, mà nếu tiếp tục không thấy thành quả nữa, trong khoảng 40% đó mình chưa biết nó đi về đâu thì sẽ rất là buồn. Còn đối với cá nhân thì dường như là em trước khi về quê thì em đi học, trước khi mà đi học so với các bạn thì mình học xong cấp 3 thì mình làm công nhân. Mình làm công nhân chứ không phải là mình được đi học cao đẳng hay là đại học như các bạn. Mình làm công nhân ở khu chế xuất ở Thủ Đức trong khoảng gần một năm. Và trong thời gian một năm đó thì cái câu trả lời thời điểm đó, câu hỏi thời điểm đó là mình nên tiếp tục đi học hay đi làm. Thì có tri thức là một cái điều gì đó đến bây giờ cái chuyện mà mình đi học mình chưa bao giờ hối tiếc khi mà mình quyết định thời điểm đó. Đó là mình ôn thi đại học lại, mình thi mình vẫn đậu đại học, nhưng mà sự lựa chọn là mình học cao đẳng. Thời điểm đầu tiên là mình cũng thi đậu cao đẳng, nhưng mà mình quyết định không học, quyết định là ôn thi đại học lại. Nhưng mà thời điểm năm thứ hai khi mà mình đậu đại học thì mình lại quyết định là học cao đẳng, không học đại học. Nó liên quan tới kinh tế. Thì mình là mình học cao đẳng kinh tế, chuyên ngành kinh doanh quốc tế, chưa bao giờ liên quan tới mảng nông nghiệp, chưa bao giờ liên quan tới cây trồng, chưa bao giờ liên quan tới vật nuôi. Nhưng tính đến thời điểm này mình đã trồng ra cả ngàn cái cây. Hiện tại khu vườn của mình là chắc khoảng tính đến xương rồng sen đá thì vài trăm cây là cũng đang có đó. Cá trê hay là ốc bươu đen thì hiện tại mình cũng là người đang nắm cái kỹ thuật nuôi, so với thời điểm này thì đang khá là ổn. Tức là mình đang đánh giá là cái mô hình của mình thành công thì là đang mình làm được. Tức là mình học kinh tế, chưa bao giờ làm kinh tế. Nhưng mà trước khi mà về đây thì mình làm trong cái lĩnh vực vật lý trị liệu liên quan tới y tế. Mình cũng chưa bao giờ là học một chút xíu gì về y tế cả. Nhưng mà nếu như mà nói về cái kiến thức của y học, giống như mình có nói đó, mình trước khi về Ninh Thuận thì gọi là bệnh tuổi già tới sớm hơn so với người bình thường. Bản thân mình làm trong lĩnh vực y tế thì tính đến thời điểm này khi về quê mình đã dưỡng sức khỏe, mọi thứ là đều ổn định hết. Mình làm trong lĩnh vực y tế vật lý trị liệu liên kết với bên Nhật, công ty của mình liên kết với bên Nhật 4 năm thì mình cũng đã được đi Nhật, được đi khu vực miền Nam. Nếu như mà có một điều hối tiếc cho bản thân thì mình chưa được đi ra Bắc, chưa được đi tàu lửa, chưa được bay nội địa. Đó là một điều hối tiếc cho mình tính đến thời điểm này. Dạ, dạ đúng rồi. Chưa, mình vẫn chưa lập gia đình. Đó. Còn nếu như mà gia đình thì hiện tại là em gái của mình cũng đã hỗ trợ em ấy ra trường xong rồi. Còn một bé thứ bé út nữa thì cũng đã tự lo được cho bản thân em nó rồi.
còn cha già thì giao lại cho hai em nó lo, mình không còn lo nữa, tức là mình không còn có cái điều hối tiếc gì cho bản thân. Còn đối với xã hội thì thật ra mình vẫn chưa làm được gì hết. Nếu như mà tiếp tục thì em vẫn muốn hoàn thành xong cái khu vườn Asali Garden, và với những cái kiến thức mà mình có về trồng cây, những kiến thức mình có về chăn nuôi, thì các bạn trẻ mà tới với khu vườn thì em vẫn rất là mong muốn là những cái điều mà mình biết mình chia sẻ lại. Và còn một cái điều mà em cũng ấp ủ sau cái dự án của Asali Garden về cây cối, thì nó là một cái mảng liên quan tới y tế, liên quan tới sức khỏe. Vì đây là một cái sự kết nối giữa cái nền kiến thức lúc trước ở Sài Gòn và ở quê. Thì sắp tới là như vậy. Nếu như mà ở giai đoạn này mà mình mất đi thì mình còn một cái dự án lớn như vậy là mình chưa có làm, mình chưa có đưa tới Ninh Thuận. Khi mà mình làm ở công ty cũ thì về vật lý trị liệu và về y tế đó, thì mình đã hỗ trợ được rất là nhiều cô chú ở khu vực Sài Gòn cũng như miền Tây, nhưng mà Ninh Thuận thì mình lại chưa truyền tải được cái kiến thức y học cũng như là những cái công nghệ mới của y học thì mình chưa làm. Thì sắp tới là cái điều mong muốn chính bản thân mình trải nghiệm từ những cái chứng bệnh và những cái cải thiện về sức khỏe, thì mình mong muốn là sau này sẽ áp dụng từ Asali Garden. Cái Asali Garden không những khu vườn xương rồng, sen đá, lan, kiển lá, nó là một nơi khi mà em tạo ra là em để chữa bệnh cho chính bản thân em. Cho nên là đối với em không còn điều gì hối tiếc về cá nhân. Nhưng mà với cái khu vườn em đang làm thì thời điểm này dừng lại thì nó là một điều quá hối tiếc. Dạ, em cảm ơn. Cảm ơn học rất nhiều. Đúng là em lên đây thì em phải tự tin lên cho anh. Tự tin là đây sau này mình thi dự án cho chị của tỉnh nữa. Mà nếu giả sử mà ngày mai em chết thì em có rất nhiều những cái điều hối tiếc rất là nhiều. Cái gì hối tiếc nhất? Dạ. Mình cảm thấy bất lực bởi vì bản thân mình chưa có phụng sự được cho ai cả. Mình đang tìm, trong quá trình tìm kiếm bản thân mình là ai thôi. Và có giúp được gì cho gia đình hay không. Nhưng mà nó, nếu mà ngày mai chết thì nó rất là hối tiếc. Mình gia đình cũng chưa có gia đình, và mẹ còn mẹ già, rồi còn những đứa con cháu của mình nó còn nhỏ, mình muốn là thấy nó phát triển mỗi ngày, thấy nó lớn mỗi ngày, những đứa cháu của em. Và em cũng không quan tâm rằng ai sẽ viếng thăm em cả. Nó rất em cảm thấy cuộc đời này vô thường thôi, không có sợ rằng ai mình thương mình, ai ghét mình hết. Điều mình muốn là mình thương người ta, mình muốn thể hiện người ta, mà mình lại chết quá sớm. Tuổi này rồi mình không muốn phụng sự được hết gì hết. Cái mình chỉ là một mình, cái điều mà thành tựu mà cảm thấy cơ bản nhất của em đó là một người, làm một người công dân tốt, không có hại ai, không có là nói chung là nói xấu ai. Mình cứ làm mà điều đó cảm thấy quá bất lực, chưa làm được cái gì hết. Thì em sẽ làm những cái gì trong thời gian tới, giả sử ngày mai em không chết thì vẫn còn sống. Dạ, cố gắng sống tốt mỗi ngày và theo đuổi cái ước mơ này, nó vẫn còn đang dang dở, cứ muốn phát triển để cho nó nổi tiếng hơn, nó được nhiều người khác biết tới hơn, mình phụng sự càng nhiều người hơn, càng phụng sự cho nhiều người mình sẽ càng nhận lại được nhiều hơn thôi. Em đó là cái mục tiêu lớn nhất và có thể là nó theo em với cả đời luôn đối với em, và cho dự án xiềm nước này. Em chỉ có nhiều đó thôi, ở đây thôi. Cảm ơn bạn đã. Dạ, em chào tất cả mọi người một lần nữa. Về câu hỏi thực hành của bài số 2 này thì đối với em nó thực sự là một câu hỏi tương đối khó, nhưng mà em vẫn có thể trả lời được về câu hỏi này. Là đầu tiên, nếu mà ngày mai mà em chết á, thì điều đầu tiên thì đương nhiên là em sẽ hối tiếc là mình vẫn chưa có thể mà hoàn thành được cái việc học của mình. Mình vẫn chưa là đi ra ngoài để làm là một công dân tốt, giúp ích cho xã hội. Thì em nghĩ nó rất là hối tiếc. Về cái điều hối tiếc thứ hai á, là hồi xưa khi mà em vẫn còn là một đứa nhỏ thì em có khi mà em vẫn còn là một đứa nhỏ thì em
có hơi bất hiếu với gia đình của em một chút xíu. Và điều hối tiếc thứ ba và cũng là cái điều mà em nhớ nhất cho tới bây giờ chính là em đã từng bị rớt thi lớp 9 là lớp 10. Và đó là điều mà em cảm thấy hối tiếc. Về điều đó thì em nghĩ là lúc đó là em rất là chờ học mà em kiểu chủ quan, em nghĩ là mình có thể mà thi mà có thể mình đậu được trúng cái trường mà mình mong muốn. Nhưng khi mình thi xong thì lúc mà mình sau khoảng 3 tuần mình nhận được kết quả thì em cảm thấy rất là buồn phiền, cảm thấy như mình không muốn đi học nữa, cảm thấy như là mình chỉ muốn ở một mình vậy đó. Nhưng mà sau đó thì gia đình em đã động viên giúp đỡ để tạo động lực cho em tiếp tục đi học năm lớp 3, năm cấp 3 cho em đến bây giờ. Và em nói về hối tiếc xong rồi thì bây giờ em sẽ nói về điều mà em đã thỏa mãn là điều thỏa mãn đầu tiên là từ khi còn một đứa trẻ cho tới bây giờ thì em không làm cho gia đình cảm thấy thất vọng về bản thân mình. Và điều thứ hai thì gì thứ hai vậy không? Điều thứ hai thì quên đã. Không vi phạm pháp luật đúng không? Dạ. Yeah. Có quyền đỡ gì xanh thì hay là thế nào? Điều thứ hai thì em sống tốt, không vi phạm pháp luật, hay là không có cãi vã, không có xích mích với ai. Và đó là điều mà em nói về cái bài thực hành số 2 mà em nghĩ à. Dạ, em cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Rồi. Các bạn nào còn có muốn chia sẻ là chia sẻ phần 2 hay không? Không hả? Anh Phúc có chia sẻ được. Hay không? À, sorry, go ahead. Là bài 2 này khó quá, sao người lên ha? À, thì nói chung là cái này chủ yếu là cho các bạn tự cảm nhận, tự suy nghĩ thôi. Cũng không phải là một câu hỏi bắt buộc có câu trả lời chính xác được. Nói chung tùy mỗi người cảm nhận, chúng ta sẽ có một câu trả lời cho mình. Chủ yếu là chúng ta lên đây để trình bày làm sao để tập khả năng đứng trước đám đông để nói. Như bạn Trực hồi nãy mình có một cái nhắc nhở là khi trình bày á, không có được lát cái giày, chứng hình lực IBC vậy là không được. Lát cái giày thì thể hiện cái sự không tôn trọng. Mình đứng như nè, đứng thả mà quay ra, nghiêm. Không cần nghiêm như vậy, đứng thoải mái nè, chia sẻ. Chứ đừng có đứng kiểu như vậy là không được, hay là đứng nghiêng như vậy. Mà phải đứng trực diện xuống những người quan trọng nhất là ban giám khảo và thầy cô ở dưới. Rồi thỉnh thoảng phải nhìn qua nhìn lại thoải mái. Đó, nói cầm nói bình thường thôi, chứ đừng ra như vậy. Hoặc là đừng ra phanh tay nha. Phanh tay là bất lịch sự. Hoặc là đứng dậy cũng là bất lịch sự nè. Cũng không nên, đây là một cái ngôn ngữ cơ thể tối kỵ khi mà đứng trình bày dự án. Vậy là không nên. Chỉ có kiểm lâm và cảnh sát đang đứng kiểu dậy bảo vệ gì đó thôi. Còn lắm á, lịch sự thì cần thiết phải đứng như vậy. Đứng như vậy nè. Chứ đừng đứng như vậy hoặc là như vậy nha. Cũng đừng có lắc đầu vậy. Kỳ lắm. Rồi cái câu hỏi này thì tiếp tục mình sẽ để cho mọi người về tự suy nghĩ, tự cảm nhận và tự trả lời. Đứng trước gương, đọc câu hỏi và mình thực hành trước gương. Thì để tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì xin mời anh Hồng có lên chia sẻ đôi lời với các bạn. Xin chào anh Hồng, chào tất cả các bạn trong tham dự cái buổi sinh hoạt của câu lạc bộ với chỗ các cái nội dung của anh Minh Vương trình bày. Xin tự giới thiệu. Tôi tỏ tên đầy đủ là Huỳnh Hữu Phúc, được phân công nhiệm vụ là bí thư tỉnh đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam của tỉnh. Hôm nay thì rất vui mừng khi câu lạc bộ chọn cái địa điểm của tỉnh đoàn làm cái nơi để chúng ta sinh hoạt và trao đổi chia sẻ hôm nay. Tôi từng nói với câu lạc bộ rồi, tỉnh đoàn là coi như là trụ sở của câu lạc bộ, để các bạn cần lúc nào thì các bạn cứ liên hệ chủ văn phòng thì sẽ bố trí cho các bạn, hoặc hội trường, cũng hội trường lớn thì có hội trường lớn bên kia, hội trường nhỏ thì có hội trường nhỏ ở đây. Âm thanh, trang thiết bị thì cơ quan có gì thì các bạn có thể đề xuất dùng ở đó, không có gì ngần ngại cả. Qua tất cả tôi tham gia được gần đây được 2-3 lần thi sinh học các cái chuyên đề câu lạc bộ, thấy rất là nội dung này hết sức là hay, rất có ý nghĩa, trao dồi cho chúng ta những kỹ năng hết sức là cần thiết, đặc biệt là các bạn trẻ. Mình giỏi, mình tài,
thì biết, nhưng mà nói cho người ta không hiểu, nói không được, nói người khác không hiểu thì cũng được không. Đó là cái việc mà chúng ta hết sức là quan trọng, đặc biệt các bạn sinh viên nữa. Ông bà xưa có dạy rồi, học ăn, học nói, học gói, học mở mà. Phải từng cái phải học, phải đèn. Và trong những cái nội dung nói và những nội dung trao đổi tại các cuộc sinh học như thế này, chúng ta đứng ở đây để chúng ta mạnh dạng, chúng ta trao đổi, chúng ta nói lên được cái suy nghĩ, được cái tâm trạng, cái nội dung mình suy nghĩ như thế nào mình trình bày được. Đối tác của mình, người trước mặt mình hiểu được nội dung đó là hết sức quan trọng. Đặc biệt trong cái lĩnh vực khởi nghiệp là một lĩnh vực rất là mới, nó mới soi lại chúng ta mới khi tiếp cận. Còn thật ra thì nó cũng đã triển khai rất là nhiều năm trong lĩnh vực khởi nghiệp của thanh niên nói riêng, và trong cái riêng nữa trong lĩnh vực sinh viên, học sinh sinh viên cụ thể nữa. Còn cái chung với hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh thì nó rộng, tất cả các đối tượng. Đoàn thanh niên thì cũng là một trong những cái tổ chức là người bạn đồng hành luôn luôn sát cánh với lại thanh niên trong tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực khởi nghiệp. Trước hết thì các bạn cũng đảm bảo tất cả các nội dung, thì một trong những cái nội dung hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp thì câu lạc bộ hiện nay cũng đang làm để hỗ trợ cho chúng ta. Trước mắt là phải trang bị, khơi dậy cái ý chí làm giàu, ý chí khát vọng có cái việc làm, có thu nhập, để chúng ta tiếp tục có các cái nội dung. Từ cái khơi dậy đó thì chúng ta mới làm khởi nghiệp, mới bắt đầu làm kinh tế. Chứ còn bình thường ai cũng muốn học xong ra trường để làm gì mới quan trọng, chứ còn trường đại học không giữ các bạn làm gì cả. Phải nhường chỗ cho các lớp sinh viên khác để vào trường. Đặc biệt chúng ta trang bị cái được cái gì và chúng ta ra trường để chúng ta làm gì là vấn đề quan trọng. Thì bên đó thì các nội dung về khởi nghiệp thì tỉnh đoàn phát động các cái phong trào để khơi dậy cái ý chí đó của các bạn. Cái thứ hai nữa là triển khai để hỗ trợ cho các bạn ngẫm nghĩ, suy nghĩ và trăn trở, hoặc là cái ý định mong muốn, ước mơ của mình về cái lĩnh vực mình mong muốn. Như hiện nay anh Vương thì anh mong anh rất là đam mê về lĩnh vực nông nghiệp Phượng Hòn, nông nghiệp sạch, sản phẩm nông nghiệp sạch. Thì cái hướng chí hướng của anh là nắm theo cái nội dung đó, khởi nghiệp về lĩnh vực đó, tạo ra các sản phẩm nghiên cứu, sản phẩm từ dịch con trùng quế và các cái nội dung khác để làm các sản phẩm phân bón sinh học phục vụ cho nông nghiệp. Nó cũng là một con đường để anh tiến tới đến việc phát triển, kể cả nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, tạo nên cái thương hiệu. Lỡ mà nó có mất đi thì ta vẫn nhớ được tên Minh Vương, chứ còn khi chúng ta nằm xuống rồi, một điều hối tiếc nhất là không ai nhớ đến mình cả. Tại mình đâu có làm gì đâu, đâu có quan hệ xưa, đâu có gì đâu mà để phải nhớ. Điều hối tiếc là khi ngủ mỗi con người chúng ta là khi chúng ta ra đi, nhưng không ai, chỉ ngoài người thân ra thì ở trên xã hội này, ở trên cái trong cái phạm vi cuộc sống quan hệ chúng ta thì của mình như thoáng qua, không có để lại một dấu ấn gì để người ta nhắc lại đến mình. Rồi thế hệ sau của mình thì từ cái nội dung đó thì người ta cũng không biết đó. Thì có nhiều cái nội dung để chúng ta đặt vấn đề các nội dung đó, nhưng mà mong muốn thì tổ chức đoàn cũng rất mong muốn cho các bạn để tiếp tục khơi dậy cái tinh thần khởi nghiệp của mình, để ý chí vượt qua cái khó khăn, để chúng ta lập nên các trước mắt, để chúng ta lập nên các ý tưởng, từ ý tưởng thành dự án thì nãy anh Hồng có trình bày cho chúng ta đó. Không phải nói đơn giản như anh Hồng là nãy giờ nói chúng ta có nhiêu đó đâu, mà để làm nhiêu đó là phải làm mấy năm đó. Từ cái lúc như sinh viên ra trường đến này để nó làm mấy năm đó, chứ không là mình ngồi cộng trừ nhân chi đâu. Như của anh Hồng, cái bài của nào anh nói 15 phút mà chúng ta phải làm mấy năm mới được đi đến cái việc hạch toán mọi thứ, nó có cả tính cả tiền cặp. Như anh Vương làm cũng hơn 10 năm rồi, cũng vòng vòng cũng còn nhiêu đó hạch toán suốt thôi, hơn 10 năm nay hạch toán chưa xong đó. Một lần nữa thì xin cảm ơn câu lạc bộ, xin cảm ơn anh Hồng rất quan tâm. Anh Hồng là duyên cái lĩnh vực khởi nghiệp là anh Hồng hết sức quan tâm và tâm huyết. Anh nói thường suốt là tổ chức các cái nội dung, nhưng mà anh cũng trăn trở suốt. Thanh niên của tỉnh mình thì cái lĩnh vực khởi nghiệp anh em nó nhát quá, nhỏ quá, không được mạnh dạng, chỉ mong muốn là đi làm công ăn lương. Làm công ăn lương mà mình mà không có làm công lương mà không lẹn quẹn trả lương thấp nữa. Tại có tôi nhớ con câu nói là đừng hỏi doanh nghiệp trả tiền cho mình là bao nhiêu tiền một tháng, và hỏi là mình là đáng giá bao nhiêu tiền. Hình như anh Vương cũng có đăng lên Zalo thì phải, Facebook gì đó. Nên là cái việc đó để chúng ta đáng giá bao nhiêu tiền để doanh nghiệp thuê, thì giờ chúng ta phải trao dồi mọi lúc, mọi nơi, mọi hoàn cảnh. Thì rất mong trong những nội dung với sự quan tâm của anh Hồng và sự tích cực của anh Vương, cũng như sự chung của câu lạc bộ mình, tôi rất mong muốn được cái sự duy trì sinh hoạt câu lạc bộ này để tiếp tục khơi dậy truyền lửa và
nâng cao cái khả năng, cái nhận thức của tất cả các bạn trong câu lạc bộ. Hiện nay ở Bình Định và chúng ta câu bộ thì tiếp nhận thêm các thành viên mới để chúng ta câu bộ ta phát triển. Và tỉnh đoàn, cơ quan tỉnh đoàn này tôi nhắc lại khẳng định lần nữa là các bạn có thể thêm đây là cái trụ sở, nơi địa điểm đến của tất cả câu lạc bộ. Với lúc nào cũng được, đăng ký lịch thì tôi sẽ bố trí ngay số lượng người phù hợp ở như nào, thậm chí có trang thiết bị như nào cần thì khả năng cơ quan có thì sẽ đến. Còn nữa xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe của tất cả chúng ta.